Mình xin chào các bạn nha. Mình vừa làm xong chiếc quay GSX nha, đời 2010, độ bóng LED T1 cum nha các bạn, rất là sáng, độ sáng nét rõ ràng nha. Với lại xe đã lên, mình cũng đã lên sạc AT nha các bạn nha, AT Zin của SQM luôn nha. Đi mâm lửa lại cho em luôn đó. Rồi bây giờ em bắt xin đi em ơi, bắt xin đi em. Bắt xin nè các bạn. Đó, bắt xin nè em. Bắt nha, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Bắt xin nè, rất là sáng. Đó. Từ từ để mình test cái mình cũng gắn công tắc SH luôn nha các bạn. Đấy. Tắt SH của mình mới vừa làm xong cho em luôn. Đó, bắt xin SH nha. Nè, bắt xin nè. Đó. Bắt xin nè các bạn. Rất là sáng. Rồi mở đèn nè. Đang chế độ code nha, pha nè. Đó, pha nè. Bắt xin. Bắt xin đây. Rồi cảm ơn em Hoàng Nam vì ở Vũng Tàu giới thiệu nha em. Rồi xong đó em ơi. Rồi đẩy chiếc quy trình như là mở đầu lên anh đi. Cái chiếc xe này ở đâu anh? Đằng này bán nhóc. Đâu? Đằng này nè. Mở quy trình vô đi. Rồi cảm ơn em. Rồi chuẩn bị làm chiếc quy trình nha các bạn nha. Làm chống trộm rồi led đồng hồ, led gù, led sương mù. Xe này có vợ mình nghe.